À, vâng, shop lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê bẫy chuột, bẫy chồn. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các bác những cái sản phẩm, đây là những cái cạm kiềng chuyên bẫy chuột đồng không nhá. Hay là các bác bẫy chồn, bạc má, chồn hương. Thì hôm nay số lượng về rất là nhiều để phục vụ cho anh em. Thì như các bác thấy trên hình đây số lượng rất là nhiều. Đây là những chiếc cạm 9cm không nhá. Đấy, cạm 9cm. Thiết kế của nó thì rất là hợp lý cho các bác chơi đánh văn nghệ giải trí hay là các bác bẫy chuyên nghiệp. Đây là những chiếc cạm là chất liệu là 100% bằng thép không nhá. Đấy, cạm kiềng, cạm 9cm. Đấy, bằng thép. Và nó đi sẵn cho các bác một cái bàn đạp ở đây rồi. Đấy, bàn đạp thì các bác về là các bác tự thiết kế, các bác tự đánh thôi, các bác không phải mua cái gì nữa các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần về các bác kiếm một cái cọc nữa và buộc một cái dây thép vào đây. Đấy là để các bác giữ, khi nó dính là nó không thể kéo đi được các bác nhá. Đấy. Thì những cái video trước em cũng giữ hướng dẫn các bác rồi, thì hôm nay hàng mới về em lại giới thiệu cho các bác thôi. Đây. Thì hôm nay em giới thiệu sơ qua về bốn cái mẫu cạm cơ bản để các bác đi bẫy chồn, bẫy chuột. Đầu tiên là chiếc cạm 9cm này. Đấy. Thì nó sẽ có bàn đạp sẵn cho các bác rồi. Đấy, các bác về là cứ thế đi đánh thôi. Thế còn tiếp tục giới thiệu các bác là đây cạm 12 nhá. Cạm 12cm này, mẫu này chuyên bẫy chồn nhỏ các bác nhá. Thì khi các bác về thì các bác sẽ phải làm một cái bàn đạp nữa không nhá. Đấy. Và bẫy chồn từ 2 đến 3 cân các bác nhá. Đấy. Và đây các bác nhá. Đây là cái lẫy của nó đây, lẫy 12 đây. Đấy, nó có đầy đủ các lẫy các bác nhá. Đấy, cái cạm 14 là thế. Đây. Cạm 14 này thì nó bẫy được chồn từ 5 cân. Đấy, 5 đến 8 cân các bác nhá. Đấy. Đánh rất là hợp lý cho các bác mà đánh chồn. Đấy, chuyên bẫy chồn. Các bác ngâm ở qua đêm hay là để qua ngày vô tư xong các bác đến thăm, nó không làm sao cả. Đánh không phải trông. Đấy. Và tiếp tục cái cạm 16cm. Cạm 16cm này là nói luôn cho các bác biết này, cái cạm này thì đánh được chồn khoảng 10 cân các bác nhá. Đấy. Nếu mà các bác mà muốn to hơn nữa thì các bác thể lấy cái loại to hơn chút nữa. Đấy. Thế còn các bác về các bác làm cái bàn đạp, đây cái bàn đạp bằng tôn mỏng các nhá. Đấy, tôn mỏng các bác đo làm sao nó vừa vặn, nho nhỏ thôi, không cần to, to quá là nó bị mắc, vừa đẹp là được. Thì cái lẫy này các bác lắp vào rất đơn giản thôi. Cũng rất nhiều video em đã hướng dẫn các bác rồi. Thì hôm nay em chỉ nói sơ qua thôi các nhá. Đấy, các bác nào muốn mua không muốn mua ít, không muốn làm bàn đạp thì có thể liên hệ trực tiếp theo ba số điện thoại này của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Tân Yên, Bắc Giang không nhá. Ship hàng là COD toàn quốc. Anh em nhận hàng kiểm tra rồi thanh toán. Hay là các bác muốn bẫy con gì thì các bác cứ điện trực tiếp theo ba số điện thoại này, em sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bác nhé. Là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên là bán rất nhiều mẫu cạm. Đây. Hôm nay đi đóng hàng bác nhá. Đấy. Cạm 9, cạm 10, cạm 12, 14, 16 nhá. Đấy, thế còn các bác nào muốn mua cái cạm to hơn thì có thể liên hệ trực tiếp, em sẽ gửi hàng cái mẫu to hơn cho các bác thôi nhá. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, giới thiệu 3-4 cái mẫu cạm phổ thông để cho các bác chuyên đi rừng bẫy chồn, bẫy chuột các bác nhá. Một cũng rất cảm ơn các bác đã ủng hộ trong cái thời gian qua. Đây, cái mẫu này thì cái cạm 9cm này cũng rất nhiều lần em cũng hướng dẫn các bác rồi. Các bác về chỉ cần bẫy nhẹ xuống các bác nhá là các bác cài thôi. Đây, hai tay bác ấn mạnh xuống đây, ấn rất là nhẹ. Đấy. Ấn mạnh các bác nhá. Đấy. Ấn mạnh là nó gài được thôi các bác nhá. Đấy. Cái này nó trơn, nó chỉ khó một lần thôi các bác nhá, sau lần thứ hai trơn là nó dễ, rất dễ sử dụng. Đấy. Các bác gài đây. Đấy. Tay các bác ở dưới bác du lên chút các bác nhá. Đấy. Đấy, cho cân như này là ok. Đấy. Khi đi đặt thì các bác đặt theo cái lối đi của chuột các bác nhá. Đấy. Đây, vị chuột nó đi từ đây sang đây các bác nhá. Đấy, thì vào đâu vào nó giữa là chết. Đấy. Đấy là nó mắc. Đây các bác nhá. Đấy. Rất là chắc, không thể chạy được. Đấy các bác nhá. Rất dễ. Khi các bác chưa quen thì các bác có thể lấy chân đạp xuống xong gài. Nhiều cái nó bị méo thì các bác có thể về sửa đi một tí là ok thôi nhá. Đây các bác nhé, đây cái này ok rồi. Nó có thỉnh thoảng 1-2 cái méo thôi, còn thực tế là 80% là ok các bác nhé.
Đấy. Đây như này thì ok rồi. Đây. Mẫu này thì hơi méo tí không nhá, thì các bác có thể về chỉnh sửa một chút. Đây. Cho nó cân ra. Bẻ cho nó vuông vuông ra đấy, này là ok. Đấy, là ok các bác nhá. Đấy. Như này là rất là chắc chắn và rất là đẹp. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.